Dạ em Hồng Hạnh mến chào khán giả. Đây là một chiếc tàu đồ ủy đại diện khối cát của Long An. Và buổi chiều hôm nay em mến chúc khán giả được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và đây là em quay những chiếc tàu đồ ủy và xà lan cho khán giả cùng xem nha. Chiếc xà lan của Sài Gòn chạy rất là lẹ luôn, thì vượt qua tàu đủ để cát luôn. Tàu đồ ủi này bọc cua chạy về hướng cầu Trạch Miễu không mới xong các bạn. Và đây có một chiếc xà lan lớn ở dòng sông cũng như sông chạy ra cầu Lạch Mỹ chạy xuống thì xuống đây là về kênh Cờ Gạo các bạn. Chiếc xà lan hầm của Tiền Giang lấy hàng làm thì chạy về kênh Cờ Gạo và về Long An về các tỉnh miền Tây luôn. Xà lan hầm này chỗ này rất là nhiều ở miền Tây em, chỉ xà lan này nhiều luôn. Xà lan này đóng 2009 cũng rất là lâu các bạn. Xa xa là một chiếc tàu đổ ủi nè, ủi nhiều khối đá luôn, chạy đi dưới Long An chạy về dòng sông Mê Công này các bạn. Đây là có chiếc ghe bán tạp hóa thì mình trong mình thấy rất là nhiều những ghe này nhỏ neo đậu kè theo những chiếc xà lan, rất là phương tiện cho những xà lan trên sông nước luôn các bạn, bán đồ ăn. Và đây là một chiếc tàu đồ ủi của Long An.
vào những cái nước lớn, những xà lan khách tỉnh miền Tây về nhánh sông Dầm Chị Hôn và về kênh Chợ Gạo, chạy ngang kênh Chợ Gạo rất là nhiều luôn các bạn. Xà lan này lưu thông những hàng hóa qua lại rất là nhiều. Xà lan màu cam rất là đẹp luôn của An Giang. Lan này đóng 2006 các bạn, rất là lâu luôn, sơn lại vẫn còn mới. Xà lan này của Vĩnh Long chạy chạy những vịnh trắng kỳ. Đây là chiếc xà lan của Cần Thơ. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã cho hết video của em. Em xin hẹn lại những video tiếp theo.